Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Biên Hòa vừa có buổi giám sát về kết quả thực hiện công tác hỗ trợ cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại phường Tân Hiệp. Tết Nguyên đán năm nay, toàn phường có trên 1.700 đối tượng được hỗ trợ theo quy định. Trong đó, người có công với cách mạng có 260 suất hỗ trợ của Chủ tịch tỉnh và trên 230 suất quà của Chủ tịch nước. Bảo trợ xã hội có trên 340 đối tượng, hưu trí có hơn 1.500 đối tượng, 11 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo, 48 cán bộ công chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ khu phố theo nghị quyết 32 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng quân sự, lực lượng dân quân thường trực. Theo đánh giá, Ủy ban Nhân dân phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa đã thực hiện tốt việc cấp phát, chi trả tiền hỗ trợ Tết, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định, thể hiện sự quan tâm chăm lo chu đáo của Đảng và Nhà nước để các gia đình đón Tết cổ truyền ấm áp, phấn khởi.